Bây giờ hãy nghe từ bia. Pí chiều. Pí chiều. Pí. Pí. Chiều. Chiều. Pí chiều. Pí chiều. Bia Việt Nam. Yuen nán pí chiều. Yuen nán pí chiều. Bia Trung Quốc. 中国啤酒, 中国啤酒. Bia Việt Nam rất ngon. 越南啤酒很好喝, 越南啤酒很好喝. Ngon, 好喝, 好喝. Tôi mua bia. 我买啤酒. 我买啤酒. Anh cần bia gì? 你要什么啤酒? 你要什么啤酒? Có bia Việt Nam không? 有越南啤酒吗? 有越南啤酒吗? Tôi và bố mẹ tôi đều không uống bia. 我和我爸妈都不喝啤酒. 我和我爸妈都不喝啤酒. Các cậu thì sao? Các cậu có uống bia không? 你们呢? 你们喝啤酒吗? 你们呢? 你们喝啤酒吗? Bây giờ hãy nghe từ chai, lọ, piếng. Âm Hán Việt là bình. Piếng. Piếng. Một chai bia. 一瓶啤酒, 一瓶啤酒. Hai chai bia. 两瓶啤酒, 两瓶啤酒. Hãy nhắc lại số 2 chỉ số lượng. 两. Âm Hán Việt là lưỡng. 两. Hai chai. Lạng piếng. Lạng piếng. Hai chai bia. Lạng piếng pí chiều. Lạng piếng pí chiều. Tôi lấy hai chai bia. Nguyên văn là tôi cần hai chai bia. 我要两瓶啤酒. 我要两瓶啤酒. Mấy chai? 几瓶? 几瓶? Anh mua mấy chai? 你买几瓶? 你买几瓶? Hãy nghe từ tiền. Chén. Chén. Bao nhiêu tiền? 多少钱? 多少钱? Số điện thoại của bạn là bao nhiêu? 你的电话号码是多少? 你的电话号码是多少? Số di động của bạn là bao nhiêu? 你的手机号码是多少? 你的手机号是多少? Hãy nhắc lại bao nhiêu tiền?
多少钱？多少钱？